Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu cổng nhôm đúc Buckingham cho nhà biệt thự. Và đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần phù điêu. Phù điêu này gọi là phù điêu Buckingham. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Một bên con ngựa này, một bên là con sư tử. Đấy, rất là đẹp. Thì cái cổng này phía trên là có mũ vua, các bạn nhìn thấy mũ vua chưa? Và cái màu sơn này là màu sơn nhũ đồng, màu sơn nhũ đồng. Đấy. Thì dưới là các cái huỳnh ở đây thì được trang trí bằng các cái ngọn giáo. Đấy, các bạn nhìn không? Đây là ngọn giáo, đây là ngọn giáo. Ở đây là có ba, ở bên kia ba. Đấy. Ba ngọn giáo. Chưa ngày đang hai lần cơ. À, cái cổng này thì có cái chiều rộng. Một cánh, hai cánh là 3m1. Và cái chiều cao đây thì mình tính ở dưới cái mũ vua, là 3m2 cộng với mũ vua 40 phân là 3m6. Khi ánh nắng lên thì các bạn nhìn thấy bên trên của cái cọc rất là đẹp, ánh lên một màu vàng đồng. Nếu các bạn mà có nhu cầu làm cổng nhôm đúc cho biệt thự thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại 0946 266 860. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho công ty mình nhé.